Có thể bạn không tin, nhưng tại một khu khai thác ở Philippines đang ẩn chứa một bí ẩn kinh hoàng. Chỉ thấy trong khu khai thác mỏ có một bộ hài cốt khổng lồ. Thế nhưng thời gian trôi qua, tuy bộ hài cốt đã hóa đá, nhưng trên hài cốt vẫn phát hiện một quả trứng ký sinh trùng khổng lồ. Sau đó ở một đầu khác cũng có dấu vết, có điều quả trứng côn trùng này đã nở từ lâu rồi và nó đang bò về phía miệng hang. Sau khi khám phá dọc theo lối ra, chỉ thấy trong rừng xuất hiện một vệt kéo kỳ lạ, nó kéo dài mãi đến bờ biển mới dừng lại. Chuyện này khiến người ta không khỏi suy nghĩ, rốt cuộc là sự tồn tại thế nào mới có thể phá hoại dữ dội như vậy. Dâu là một kỹ sư nhà máy điện hạt nhân, hôm nay anh ta nhận được báo cáo của đồng nghiệp đã đo lường được biến động động đất ở dưới trạm điện hạt nhân. Thế nhưng biến động động đất thường hỗn loạn không hề có quy luật, nhưng lần này lại rất có quy luật, mà độ chấn động còn không ngừng tăng mạnh. Lúc đồng nghiệp cho rằng đây chắc là dư chấn của trận động đất ở Philippines, đột nhiên cả căn phòng lại bắt đầu rung chuyển. Dâu vội vàng báo người ta đóng lò phản ứng hạt nhân, đồng thời liên lạc với người vợ đang tu sửa bảo trì ở dưới. Thế nhưng động đất thật sự xảy ra quá nhanh, lò phản ứng hạt nhân đã gặp sự cố rò rỉ hạt nhân nghiêm trọng. Dâu đang đứng ở cửa sốt ruột chờ vợ mình, nhưng lại chỉ chờ được vụ rò rỉ hạt nhân dữ dội. Bất đắc dĩ anh ta phải đóng van cửa lại, như thế mới tạm thời ngăn được sự cố rò rỉ hạt nhân. Nhưng vợ của anh lại không thể sống sót trở ra, mà động đất lại ngày càng mạnh hơn. Không bao lâu cả trạm điện hạt nhân đã trở thành một đống đổ nát. Chuyện này thoáng cái đã 15 năm, thị trấn nhỏ ở chỗ trạm điện hạt nhân cũng bị niêm phong hết. Nhưng ngày nào dâu cũng nghiên cứu ở nơi xảy ra động đất, anh ta tin chắc chắn trong đó có một ẩn tình rất lớn. Con trai Jane lo lắng cho sự an toàn của anh, thế là đã cùng bố lén vào khu vực bị niêm phong. Dâu nhìn máy đo lường không có phóng xạ, lại nhìn mấy con chó chạy ra từ bên cạnh. Anh ta mới hiểu chỗ này đã không còn phóng xạ hạt nhân, vậy tại sao chính phủ vẫn niêm phong nơi này? Mang theo nghi ngờ, dâu trở lại ngôi nhà trước đây và tìm được một cái đĩa từ dùng để phát hiện động đất ở đó. Lúc này một chiếc máy bay trực thăng bay ngang qua bầu trời, hai cha con chạy lên xem thử. Lúc này họ mới phát hiện trong khu bị niêm phong này có xây dựng một trạm điện hạt nhân. Có lẽ đó chính là nguyên nhân họ niêm phong nơi này. Lúc dâu định rời khỏi đó, thì đúng lúc nhân viên tuần tra đi ngang qua. Sau đó họ đã bắt dâu đến trạm điện hạt nhân gần đó, mà nơi này đang tiến hành một kế hoạch nghiên cứu bí mật. Cái kén đen thui trước mặt này chính là quái vật 15 năm trước gây ra động đất. Người phụ trách nghiên cứu nó chính là giáo sư Henry. Họ phát hiện con quái vật này cần được nuôi dưỡng bằng phóng xạ hạt nhân, nên họ mới xây dựng trạm điện hạt nhân này cho nó. Thế nhưng quái vật ngày càng lớn lên, một ngày có thể hút cạn 3 lò phản ứng hạt nhân và gây ra những biến động bất thường. Cảnh tượng quen thuộc này khiến dâu đang bị nhốt nhận ra rằng chắc chắn trận động đất 15 năm trước có liên quan đến con quái vật này. Liền cảnh cáo Henry hãy mau chóng dừng kế hoạch nuôi dưỡng. Xem tài liệu lục soát được từ trên người dâu, rồi nhìn những biến động động đất trước mắt, căn bản là nó giống hệt nhau. Để phòng quái vật phá kén phá hoại, giáo sư Henry đã bảo nhân viên tiến một nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sau đó mới khởi động ấn nút để tiêu diệt quái vật. Mãi đến khi biến động trở lại mức bình thường, một nhân viên trong số họ đã mạnh dạn bước lên kiểm tra. Không ngờ điện giật ở độ cao này không thể nào giết chết nó. Con quái vật này tên Muto, nó không chỉ có cơ thể khổng lồ, mà đồng thời còn có năng lực khoa học kỹ thuật hiện đại hóa. Đạp chân một cái là một luồng sóng xung kích phút chốc lan ra, điện ở chung quanh mấy chục dặm cũng bị ảnh hưởng, nhân viên khởi động nguồn điện dự phòng. Muto là sinh vật viễn cổ đã sớm bị tiêu diệt, còn tại sao nó vẫn còn sống đến lúc này thì chúng ta hãy xem đến cuối nhé. Nhân viên chết trong chuyện lần này cũng không ngừng tăng lên, trong đó bao gồm cả dâu đang định chạy trốn. Sau đó Muto đã bỏ ra khỏi hang động, nhưng lúc này nó không hề có ý phá hoại, nó quạt cánh nhanh chóng rời khỏi nơi này. Sau việc lần này trạm điện hạt nhân đã trở thành một đống hỗn độn, kế hoạch bí mật do Henry phụ trách cũng bị bên quân đội chính thức tiếp nhận. Để tiếp tục công việc, anh ta mong muốn có được sự giúp đỡ của dâu. Nhưng vì dâu đang bị thương nặng, không bao lâu sau đã chết trên máy bay. Thế nên đành nhờ con trai của dâu là Jane đến đó, còn nói rõ nguyên nhân muốn nhờ Jane giúp đỡ. Vào năm 1954, một chiếc tàu ngầm hạt nhân của nước Mỹ đã đến chỗ đáy biển sâu xưa nay chưa từng có, còn làm thức tỉnh sinh vật chưa biết tên khổng lồ, ban đầu tưởng đâu là thú cưng của nước Nga. Nhưng sau khi Nga biết chuyện thì đã trực tiếp ném đạn hạt nhân xuống biển để chứng minh trong sạch. Nước Mỹ tưởng đâu người Nga đang giở trò, cũng ném thêm mấy viên đạn hạt nhân xuống đó. Cứ thế anh một viên tôi một viên, nhưng không những sinh vật khổng lồ kia không chết, mà còn giúp nó ngày càng mạnh. Để tiện nghiên cứu và đề phòng quái vật này, một kế hoạch bí mật mang tên Đế Vương ra đời. Và cũng đặt cho con quái vật này một cái tên rất khí phách, chúng ta gọi nó là Godzilla. Kẻ thống trị tối cao của hệ sinh thái nguyên thủy. Trong một khu rừng ở San Francisco, một đội lính đặc chủng Mỹ đang tìm kiếm tàu ngầm đột nhiên mất tích của nước Nga. Bạn không nghe nhầm đâu, họ đang tìm tàu ngầm trong rừng thật đấy. Vì Nga đã nhận được tín hiệu phát ra từ khu vực này, thế nên đã nhờ quân Mỹ giúp đỡ tìm kiếm. Lúc binh lính đang không ngừng chế nhạo Nga không đáng tin, thì chiếc tàu ngầm mất tích đột nhiên xuất hiện trước mặt họ. Thế nhưng khi máy bay trực thăng bay đến chỗ này,
thì mới phát hiện quái vật Muto đang ở phía sau tàu ngầm. Sau đó liền thấy xúc tu của nó phát ra ánh sáng màu đỏ sậm, tiếp theo nó dậm chân xuống đất, làm sóng xung kích phút chốc lan ra phạm vi mấy chục dặm. Máy bay chiến đấu trực tiếp mất điện và rơi xuống đất, thành phố gần đó cũng chìm vào bóng tối. Lúc mọi người đang nhìn về phía ngọn lửa đang cháy trên núi, thì dưới biển đột nhiên sóng trào cuồn cuộn. Mọi người không kịp chạy trốn, không ít người bị nước biển nhấn chìm. Binh lính đốt pháo sáng để thắp sáng màn đêm, nhưng lại phát hiện một sinh vật đen thui đang từ từ di chuyển. Cảnh này khiến mọi người chết chân tại chỗ, chỉ có vài binh lính quả quyết bắn về phía sinh vật đó, nhưng người ta không thèm để ý đến sự tấn công đó, mà sinh vật này chính là Godzilla đến từ biển sâu. Nó đi về phía quái vật Muto, mà Muto lại đi về phía sân bay, dù máy bay trực thăng ngắm bắn nó cũng không hề hấn gì. Sau đó Quơ Quơ Xúc Tu liền trực tiếp hủy diệt một chiếc máy bay trực thăng. Nhưng Muto không thể ngờ là, sự xuất hiện của nó lại thu hút sự chú ý của kẻ thù cũ Godzilla. Thế nhưng Muto cũng không muốn làm căng với kẻ địch mạnh, liền xoay người vỗ cánh nhanh chóng trốn khỏi hiện trường. Godzilla đành lặn xuống biển để tiếp tục đuổi theo. Nhờ sự hộ tống của quân đội nhân loại, Godzilla nhanh chóng đuổi theo nó, mà Henry cho rằng có lẽ Muto đang muốn kêu gọi đồng đội, nhưng lại vô tình thu hút sự chú ý của Godzilla. Nhắc đến đồng bọn của Muto, Henry liền nhớ đến quả trứng tìm được ở Philip lúc đó. Thế là đã cho một tiểu đội nhanh chóng đến chỗ chất thải hạt nhân để điều tra, vì Henry đã để quả trứng bí mật ở đó. Lúc binh lính phát hiện trong phòng có điều bất thường, mới biết là Muto trong quả trứng đã nở ra rồi. Mà lúc này nó cũng đã ăn no và trốn khỏi đó, thế là có 3 con quái vật khiến người ta sợ hãi. Tướng quân lập tức lập ra kế hoạch một mũi tên trúng 3 con nhạn. Anh ta dùng hạt nhân hẹn giờ để làm mồi nhử, để 3 con quái vật sẽ bị nổ tung trong lúc tranh giành, để giảm nguy hiểm hạt nhân có thể gây ra. Cho nên một tốp quân lính mới tập hợp ở cạnh cầu Golden Gate. Vì nơi này là nơi nhóm quái vật tụ tập, Godzilla đi cùng với tàu quân đội, lúc này đang tiến về phía kẻ địch Muto. Mà quân đội Mỹ lại đang khởi động máy hẹn giờ của bom hạt nhân, họ đang lợi dụng Godzilla rồi giết. Thế nhưng khởi động hạt nhân không lâu, thì ở phía xa lại có một làn sóng xung kích quấy nhiễu. Rất nhiều máy bay quân hạm lần lượt mất điện, quái vật Muto rơi từ trên trời xuống. Phút chốc đánh chìm tàu chiến có trang bị bom hạt nhân, sau đó đột nhiên nổi lên mặt nước. Rồi lấy mất hạt nhân hẹn giờ trên quân hạm, có điều nó không hề nuốt vào, mà lại định chia sẻ nó cho người bạn đồng bọn của mình. Đồ ăn đã đến miệng, nhưng Muto lại vỗ cánh bay ra khỏi thành phố. Tướng quân Bob thấy kế hoạch có thay đổi, thế là liền phái tiểu đội đi gỡ bom. Đến đó tháo gỡ thiết bị kích nổ hẹn giờ của bom hạt nhân. Mà lúc này quái vật Muto đã đến trước mặt đồng bọn, thì ra nó có cánh là giống đực, con to hơn lại là con cái. Muto cái đang thu thập thức ăn, vì để nuôi những quả trứng trong bụng nó. Sau đó nó bắt đầu chơi đùa ở mặt đất, rồi đào một cái hố lớn ở tại chỗ. Tiếp đó bắt đầu không ngừng đẻ trứng, cảnh này đúng lúc bị Jane phát hiện. Là người dẫn đầu của tiểu đội gỡ bom, anh ta dẫn dắt đội lẻn đi vào từ bên hông vào trong hố sâu. Quả bom hạt nhân chưa kích nổ đã bị Muto cái để lại đó, có lẽ là để làm bữa sáng cho những ấu trùng. Mà Muto đẻ trứng xong, lại bị Godzilla vừa đến phát hiện. Godzilla tiến lên bóp cổ nó, sau đó há miệng cắn nó, rồi đánh Muto cái không ngừng lùi về sau. Lúc Godzilla giơ chân lên định giết chết Muto cái, thì Muto được có cảnh đã vội vàng trở về. Muto cái sau khi thoát thân liền nhào về phía Godzilla. Godzilla bị tấn công hai phía, nhất thời cũng rơi vào trạng thái bị động. Mà phía tiểu đội cũng đã tháo gỡ được bom hạt nhân, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Nhưng Jane thấy quá nhiều quả trứng thì cũng sợ hãi, nhỡ như tất cả đều lớn lên thì phiền to. Thế là lần này anh ấy đã quay lại hố sâu để cậy mở thùng xăng của một chiếc xe tải. Sau đó một ngọn lửa lớn đã đốt sạch hết số trứng đó. Không ngờ một ngọn lửa không những có thể đốt hết đời sau của quái vật Muto, mà còn gián tiếp giải vây giúp Godzilla. Muto cái nhìn thấy chỗ ấp trứng bốc cháy, vội chạy đến kiểm tra và đau đớn tột cùng. Thấy Jane đang nằm bị thương trước mặt, Muto cái tin chắc anh ta chính là người phóng hỏa. Lúc nó định há miệng nuốt chửng anh, thì Godzilla đã đến bên cạnh nó. Lần này Godzilla đã thật sự phẫn nộ, sau lưng nó dần dần sáng lên. Đây cũng là lần đầu nó dùng tuyệt chiêu hơi thở nguyên tử của mình. Muto cái bị luồng năng lượng này đánh không ngẩng đầu lên nổi, mà lúc này Muto được cũng đột nhiên tấn công từ sau lưng Godzilla. Godzilla xoay đầu cắn vào cánh của nó, sau đó ném nó bay qua bên cạnh, nhưng nó lại tận dụng cánh của mình thành công tránh được đòn tấn công này. Lần tấn công này khiến Muto được chết ngay tại chỗ. Thế nhưng Muto cái bên này lại không hề hay biết, lúc này nó vẫn đang truy đuổi tiểu đội di rời bom hạt nhân. Tiểu đội bên cạnh đang đứng trên bờ ngăn chặn, Jane đã lén mang bom hạt nhân lên tàu. Thế nhưng lúc này bom hạt nhân đã sắp đến giờ nổ, Jane chỉ có thể lái tàu đi càng xa càng tốt. Nhưng rất nhanh tiểu đội đang ngăn chặn đã bị tiêu diệt, sau đó nó bắt đầu đi về phía Jane. Mà lúc này Godzilla cũng đang chạy đến đó, nó cắn vào cổ Muto cái. Chiêu này trực tiếp tiễn Muto cái về Tây Thiên. Godzilla giành chiến thắng ngẩng đầu lên trời kêu gào, vì cuối cùng nó đã trả thù được cho người thân mình rồi. Sở dĩ Godzilla giúp con người tiêu diệt Muto là vì Muto chính là quỷ hút máu đòi mạng.
Trong thiết lập quái vật ban đầu, trong cơ thể Godzilla có bộ phận có thể tạo ra năng lượng phóng xạ. Mà sinh vật viễn cổ chết trong hang mỏ ở Philippines lúc đầu, thật ra chính là người thân của Godzilla. Hai quả trứng ký sinh trong cơ thể chính là hung thủ đã giết Godzilla đó. Đó cũng chính là nguyên nhân nó có thể tồn tại đến giờ. Godzilla ra tay giết hai hung thú, cũng giúp nó trở thành cứu tinh thành phố trong lòng người dân. Nhưng nó không màng danh lợi, từ từ chìm xuống đáy biển trước mắt mọi người. Bộ phim đến đây là hết rồi. Mình là Điền Tây Tiểu Ca, nếu thấy hay nhớ bấm 2 lần like video giúp mình nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong bộ phim hấp dẫn tiếp theo.